rồi. Rồi, đã rồi. Ok ok. Vào ở trong còn lâu mới đến được. Không xem đây bác vào ngồi đi. Người ta lấy máu, lấy cái lúc bọt thôi, lấy cái đờm. Hết rồi, bỏ vào.
Covid, Covid. Đang lấy mẫu để xét nghiệm Covid. Toàn thôn. Chưa đến lượt. Này vào đây ngồi đi này. Để nguyên ghế đấy, cứ ngồi lần lượt thôi. Mà xếp hàng lên lần lượt. Đẩy lên. Xét nghiệm Covid. Lâu. Tết gì nữa giờ này? Mưa thì về chứ, sao mà từng này người? Mưa thì về. Mưa chạy hết chứ, cái giò này cô đi không phải gia đình mà. Mười về. Rét thôi, không mưa được. Hãy
xa ra cái chỗ kia cứ rú vào nhau là cái gì. Không ấy thì đi về chiều đến cuối cùng bao giờ hết thì gọi ra. Gần đây chứ đợi lâu lắm. Kiểu gì nó bị rà soát hết. Xét nghiệm cả thôn luôn, gần nghìn người. Đấy, dồn vào ghế nó, ghế ngồi đấy. Ba để cứ để ghế đấy, ngồi đừng cầm ghế người ta mắng cho. Huyên bảo ngồi vào ghế này con. Cứ ngồi ghế vào. Để ghế đấy, đừng chuyển ghế đi người ta mắng cho. Ừ. Ngần ngượt ghế lên. Con cứ ngồi đây. Này dồn lên. Covid rồi, Covid rồi thì mới khổ thế này. Đấy, cùng bà tí đi lên xét nghiệm cùng. Đấy, ông lại đẩy lên. Này đẩy lên, để nguyên ghế, đẩy lên. Đẩy lên thôi, đừng nhấc ghế đi. Như Huy ngồi vào xem giữa ông này, xách ghế ngồi xem giữa ông giữa ông đấy. Thôi ra bỏ gần xách ghế ở chỗ ông ngồi này này. Đẩy lên. Ôi cứ nhường cho cụ già với chị em làm trước mình làm sau cũng được, quan trọng cái gì mà. Thế chị lấy một cái, bà lấy một cái ghế ngồi lên này này. Lấy một cái ghế ngồi vào đây. Chị em trước đây, đấy bà ngồi trong này, đẩy lên cụ già chị em trước. Đấy. Đấy rồi. Đúng rồi, trên thôn. Ở thôn mình ấy. Tất cả thôn luôn.
ai cho ai cho chị về quê mà về? Chị về đến lẫm thôi, nó kính chào nó không cho về nữa rồi. Từ hôm qua rồi, cách ly từ hôm qua rồi. Giãn cách ra đừng bê ghế lên làm gì, nó cách nhau 2 mét cơ mà. Gian dữ làm gì, tự cứ lây bệnh cho nhau làm gì. Thank you.